tức là bây giờ nhóm người hải đảo phải có một người lãnh, có chân gì đó. Bây giờ ai khó quá cho qua mấy người có đây được chứ. Bây giờ có cái gì? Cô lại gì? Nguyễn Thị Thu. Không anh. Bây giờ cái thùng nước nó ra đi. Ở đây thiếu. Ai ơi. Bước bước chỉ cái R13 bước. Kinh tiến trồng R13. Rồi mười nè, rồi mười của tên cô gì? An Nhiên. An Nhiên đâu ạ? An Nhiên đây. Rồi ok, tôi sao? Rồi 13. Chị tên gì? Chị Nhân đi, chị hỏi. Và Nhân, 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 Lệ Nhân. Nguyên 12. Con 28 này R13 nè, Nguyễn Thị Thu chữ 9. Thu là mẹ Thu là xong mà tới cô Đồng Thị Nga kìa. Cô tên gì? R13. Cô bao nhiêu tuổi? Kim Tiến. Của ai? Kim Tiến Trần. Bên sau là trên nghe nè. Dạ bây giờ ai lấy vé xong xin mời đi ra ngoài đi, xong rồi để cho. Dạ ok, để em phụ nó ở đây, giữ giùm em. Giữ giùm em. Ngoài ngồi đằng kia kìa, em cho ngoài rồi. Nè kìa chị, ngoài đằng kia kìa. Để ngoài đi chị, ngồi đây yên hơn, lấy em dắt lên. Ấy em phụ nó xíu. Chị ơi, chị Sơn, chị Sơn. Cô ấy quê 11. Cô ấy hả? 11 hả? Cô ấy quê 11 hả?